Sáng ngày 6 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tháng 2 năm 2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Theo đó, lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2022. Ghi nhận, đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Ngân hàng Nhà nước thông tin thêm, hôm nay các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 4 ngân hàng nhà nước thương mại giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Tương tự, các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.